hơn 30 năm đất nước đổi mới. Đồng hành cùng đất nước, 15 năm qua, công ty điện lực Long Biên đã không ngừng phát triển lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của ngành điện và của đất nước. 15 năm là quãng thời gian chưa đủ dài, nhưng tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty đoàn kết một lòng xây dựng PC Long Biên không ngừng lớn mạnh, phát triển bền vững. Ngày 8 tháng 3 năm 2004, Công ty Điện lực Long Biên được thành lập theo quyết định số 71 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam EVN và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 5 năm 2004. Do đóng trên địa bàn quận Long Biên mới được thành lập nên cơ sở hạ tầng về điện hết sức nghèo nàn và năng lực cung cấp chưa thể so với mặt bằng chung của các quận khác của thủ đô. Trong khi đó, nhiệm vụ công ty được giao lại hết sức nặng nề, đó là vừa đảm bảo phát triển hạ tầng mạng lưới điện, đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt và sản xuất kinh doanh cho nhân dân, vừa thay đổi mô hình và thói quen từ chỗ cung cấp điện cho khách hàng khu vực nông thôn, hợp tác xã sang cung cấp điện cho khách hàng khu vực quận, đòi hỏi và yêu cầu tăng thêm. Tuy nhiên, bằng sự đoàn kết vượt qua khó khăn của tập thể người lao động, Công ty Điện lực Long Biên đã từng bước phát triển vững vàng. Khi mới được thành lập, tổng số cán bộ, công nhân viên là 141 người, đến nay đã tăng lên gấp đôi, 281 người. Thu nhập bình quân đầu người cũng tăng gấp 5 lần so với thời kỳ đầu thành lập. Từ hơn 3 triệu đồng một người một tháng vào năm 2004 đã tăng lên 16 triệu đồng một người một tháng tính đến hết năm 2018. Đặc biệt, năng suất lao động đã tăng lên đáng kể so với thời gian đầu thành lập, đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân và sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn. Tăng từ 2,6 triệu kWh một năm vào năm 2004 lên hơn 3,1 triệu kWh một năm tính đến hết năm 2018. Mức độ phát triển của lưới điện đấy, hầu như ta không phát triển vì không có nguồn vốn để phát triển, không có quy hoạch cho phát triển, gọi là chưa có chứ không phải là không có. Nhân dân thì phát triển mạnh khi sau khi mà chuyển động lên quận, lưới điện xen kẽ với nhân dân, khoảng cách không đảm bảo an toàn. Mỗi một lần đấy, mưa sét đấy, cũng đã có xác suất những gia đình bị tổn hại. Cái thế hệ thứ hai sau tôi người ta thực hiện được hạ ngầm lưới điện, rồi là quy hoạch lưới điện theo cái quy hoạch địa hành chính của Ủy ban Nhân dân quận và thành phố. Đến bây giờ mà nói đấy, cái hạ ngầm và những cái lưới điện như ngày xưa, tôi chợt sang tôi thấy có lẽ nó chỉ là còn lại những cái mà ý thức, tức là cái tưởng niệm của mình thôi. Ngay từ khi mới thành lập, Công ty Điện lực Long Biên đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng phát triển hệ thống mạng lưới điện để phục vụ tốt nhất đến khách hàng. Cụ thể, năm 2014, chỉ có gần 200 km đường điện trung thế, thì đến nay đã xây dựng được gần 400 km. Đường điện hạ thế tăng từ hơn 1,3 nghìn km lên gần 2 nghìn km. Trạm biến áp từ 108 trạm đến nay đã tăng lên 914 trạm. Đáng chú ý, việc hạ ngầm đường điện được thực hiện một cách quyết liệt nhằm tạo cảnh quan đô thị cho quận Long Biên. Tổng số km hạ ngầm đã tăng từ 63,9 km lên 341,91 km. Bên cạnh đó, giải quyết triệt để các hộ vi phạm hành lang lưới điện cao áp. Thống kê đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014, tổng số hộ vi phạm hành lang lưới điện cao áp là 582 hộ. Trong đó, giai đoạn từ năm 2015 đến 31 tháng 12 năm 2018, số hộ vi phạm giảm còn 320 trên 582 hộ, hiện tại là còn 262 hộ. Năm 2014 đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của PC Long Biên. Với việc thực hiện theo chỉ đạo của EVN Hà Nội, khi công ty đã xác định nhiệm vụ chính từ chỗ cung cấp điện sang cung cấp các dịch vụ về điện. Vì vậy, trong những năm gần đây, công tác dịch vụ khách hàng luôn là nhiệm vụ trọng tâm, được lãnh đạo đơn vị chú trọng từ các giải pháp như đào tạo, bồi huấn nguồn nhân lực, kiểm tra giám sát, cũng như đưa các công nghệ thông tin vào quá trình cung cấp dịch vụ điện cho khách hàng. Nhờ đó mà công tác dịch vụ khách hàng đã có những bước thay đổi đáng kể về chất lượng, được đông đảo khách hàng ghi nhận. Bên cạnh công tác dịch vụ khách hàng,
công tác chuyển đổi hình thức thanh toán tiền điện là điểm nổi bật tại công ty trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2018. Từ chỗ 100% khách hàng thanh toán tại nhà, công ty là đơn vị đầu tiên tại EVN Hà Nội dừng hình thức thu tiền điện tại nhà và cho đến nay là đơn vị có tỷ lệ thanh toán điện tử, thanh toán trích nợ tự động đứng đầu EVN Hà Nội. 26% khách hàng trích nợ tự động và 23% khách hàng thanh toán điện tử online. Hiện tại là cái việc đóng tiền qua hình thức ngân hàng hoặc là hình thức các cái hình thức mà điện tử ấy thì tôi thấy rất là thuận lợi. Vì như mình ở đâu cũng có thể đóng được tiền điện. Mình đã chuyển đến quận Long Biên được hơn 10 năm nay rồi ạ. Và trong suốt 10 năm qua thì cũng đã biết là công ty từ rất lâu rồi, 10 năm rồi. Và trong quá trình sử dụng thì mình sử dụng cho cả cá nhân gia đình cũng như là cho doanh nghiệp của mình ở quận Long Biên. Thì về thái độ phục vụ và cũng như là cái gọi là cái đáp ứng cái yêu cầu của khách là tương đối là nhanh ạ. Và phục vụ thì khá là tốt ạ. Và người thường cũng hay phải gọi đến công ty về vấn đề về xảy ra cái trục trặc về điện lưới thì cũng là phục vụ cũng thực sự là cảm thấy là tương đối là hài lòng. Trong những cái việc đi giải quyết giấy tờ ấy, thì mình thấy là càng ngày giống như phát triển, như trước đây thì chưa có cái vòng một cửa này, còn bây giờ sau khi có cái vòng một cửa này thì thấy là thủ tục khá nhanh. Như vừa rồi, như trường hợp vừa rồi, vừa đi ký hợp đồng mua bán điện thì bảo người nhà chờ khoảng 15-20 phút, nhưng thực tế nó chỉ mất có 2 phút thôi ạ. Công ty Điện Long Biên chúng tôi cũng đã thực hiện cái xây dựng một cái đề án nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng giai đoạn 2013 đến 2015. Trong cái đề án này thì chúng tôi cũng tập trung vào cái khâu mà nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Ở đây có mấy cái điểm chính. Thứ nhất là về cái việc mà cung cấp điện mới khách hàng. Trước đây thì chúng tôi giải quyết cấp điện mới khách hàng với công tơ một pha là 7 ngày và công tơ 3 pha là 10 ngày. Và hiện tại trong cái đề án này chúng tôi đã chuyển xuống là cấp điện mới công tơ một pha là 3 ngày và công tơ 3 pha là 5 ngày. Nhưng cụ thể đặc biệt là đối với địa bàn quận Long Biên, chúng tôi giải quyết cái việc cấp điện là theo nhu cầu khách hàng. Có nghĩa là tất cả những khách hàng đến lắp đặt công tơ yêu cầu về thời gian tiến độ thì chúng tôi đáp ứng theo đúng cái yêu cầu mà khách hàng đề ra. Đấy là một cái việc mà thành công trong cái việc mà chúng tôi đã thực hiện cái dịch vụ khách hàng trong thời gian qua. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề sửa chữa điện cho khách hàng. Đối với việc sửa chữa điện khách hàng mà khi sự cố lưới điện thì chúng tôi đều đáp ứng và sửa chữa là không được quá 2 giờ đối với một trường hợp mà nếu như xảy ra sự cố của một người dân. Và cái việc thứ ba nữa là về cái việc giải quyết đơn thư đối với tất cả những khách hàng đến giải quyết về dịch vụ cấp điện hoặc là những dịch vụ khác hoặc là những phản ánh đối với ngành điện thì chúng tôi đều giải quyết là trong vòng 3 ngày chúng tôi giải quyết xong. Và một cái việc thứ tư nữa là trong cái đề án nâng cao dịch vụ khách hàng, chúng tôi chú trọng đến cái việc là chuyển đổi hình thức thu tiền điện. Là trước đây thì chúng tôi giải quyết cái việc là thu tiền điện là người nhân viên điện lực đến tận nhà để thu tiền, thì bắt đầu từ năm 2014 thì chúng tôi đa dạng hóa cái hình thức thu tiền điện. Có nghĩa là khách hàng có thể đến bất kỳ một nơi nào trên địa bàn như ngân hàng, các điểm thu hoặc là các cái trung tâm mà chúng tôi có đăng ký với ngành điện để tiến hành thu tiền điện khách hàng. Và đặc biệt là trong 2 năm vừa qua thì công ty Điện Biên chúng tôi đã tập trung vào hình thức là chuyển đổi hình thức trích nợ tự động. Thì hiện nay cái chỉ số này cũng là một cái chỉ số mà công ty Điện Biên chúng tôi đạt cao nhất đối với trong tổng Hà Nội. Với cái số khách hàng hiện nay là chúng tôi đã đạt là 22.000 khách hàng trên 108.000 khách hàng là thực hiện cái việc trích nợ tự động qua ngân hàng. Từ chỗ thiếu nguồn điện cung cấp sinh hoạt cho nhân dân, từ chỗ mạng lưới không đáp ứng được nhu cầu sử dụng, đến nay, công ty Điện lực Long Biên cơ bản đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện trong dân và được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện quy hoạch hệ thống đường điện tốt nhất của thủ đô. Qua đó, tạo được điểm nhấn cho bộ mặt đô thị hiện đại của quận Long Biên, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung trên địa bàn. Với cái tốc độ phát triển đô thị của Long Biên thì khi thành lập năm 2003 có 17 vạn dân. Và chúng tôi tính trung bình là trong 15 năm phát triển thì trung bình mỗi một năm là dân số tăng thêm 1 vạn. Thế như vậy cái lượng tiêu thụ điện cho các hộ gia đình cũng đã rất lớn. Cùng với đó là cái phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ cũng tăng trưởng rất là nhiều. Ví dụ như trong nhiệm kỳ 2 là 2010-2015 thì chúng tôi tăng trưởng 19% về cái mảng thương mại dịch vụ. Thế như vậy cái hạ tầng điện cũng đặc biệt quan trọng. Và nếu như không có cái này thì chúng tôi không thể phát triển được đô thị cũng như phát triển thương mại dịch vụ sản xuất trên địa bàn. Thế qua 15 năm đến nay thì chúng tôi nhận thấy này. Thứ nhất ấy là
Đối với cái hệ thống hạ tầng điện thì cũng được quan tâm. Thứ nhất là đối với điện lực Long Biên và Tổng công ty điện lực cũng quan tâm đầu tư. Điển hình như là toàn bộ cái hệ thống điện trung thế khi mới thành lập có 63 cây số hạ ngầm. Đến nay thì cũng đạt 80%, là gần 400 cây số được hạ ngầm. Việc hạ ngầm này nó đạt được hai nội dung. Một là tăng cái công suất cấp điện, cái khả năng tăng phụ tải của cái đường dây cấp thì tạo thành độ tin cậy. Cùng với đó hạ ngầm này nó tác động phát triển đô thị, tạo nên cả bộ mặt cảnh quan đô thị. Cùng với đường dây này thì là hệ thống trạm biến áp và nguồn cung cấp ổn định. Cho đến nay thì ở quận Long Biên không còn cái tình trạng là cắt điện luân phiên cũng như cái việc mất điện nhiều lần hoặc mất kéo dài, mà cái việc đó chỉ là sự cố đặc biệt. Nhưng sự cố đặc biệt đó thì cũng đã được xử lý rất kịp thời do hệ thống kết cấu của cái hệ thống mạng lưới điện cũng rất hiện đại. Thế ngoài cái việc cung cấp điện thì cái phần dịch vụ cải cách hành chính thì cũng hòa chung với cái chỉ đạo và cải cách hành chính chung, thì các cái dịch vụ cũng với cho người dân ở Long Biên tôi đánh giá cũng có những bước phát triển rất lớn. Bên cạnh việc phát triển mạng lưới điện phục vụ khách hàng, PC Long Biên được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác giảm tổn thất. Đây là một trong những thành tích nổi bật trong chặng đường phát triển của công ty. 15 năm, công ty luôn là một trong những đơn vị có tỷ lệ tổn thất điện thấp nhất EVN Hà Nội. Năm 2019, công ty sẽ phấn đấu hoàn thành sớm chỉ tiêu tổn thất là 2,91%. Đây là một trong những chỉ tiêu đăng ký hoàn thành sớm trước kế hoạch theo đề án năng suất hiệu quả giai đoạn 2016-2020. Về các phong trào thi đua thì liên tục nằm ở trong các nhóm đứng đầu của tổng công ty, và các cái chỉ số về kinh tế kỹ thuật, về sự lớn mạnh của thị lực Long Biên thì cũng đã phát triển rất là mạnh. Hiện nay thì về các cái chỉ số kinh tế kỹ thuật thì đặc biệt như tôi nói về vấn đề tổn thất điện năng, vào năm thành lập thì tổng công ty được Long Biên đã đạt, thôi không nói cái năm 2004, năm 2005 là 5,17%, và hiện nay đã chỉ còn 3,01%, và thuộc trong cái nhóm đứng đầu của tổng công ty về cái chỉ số này. Về độ tin cậy cung cấp điện thì trong vòng 5 năm từ năm 2013 đến năm 2018 thì công ty Lộc Long Biên cũng đã có những cái chỉ số rất ấn tượng. Anh đã giảm được từ 2.400 phút xuống 150 phút vào năm 2018, tức là trên 10 lần. Và đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh là cái sự phát triển nguồn nhân lực của công ty Lộc Long Biên trong hai đợt thi thợ giỏi của toàn ngành EVN. Thì năm 2014 và 2017 thì công ty Lực Long Biên đều đại diện cho tổng ty và giành giải nhất toàn đoàn. Và tôi kỳ vọng trong cái thời gian tới thì công ty Lực Long Biên tiếp tục phát huy cái vai trò trong vấn đề đào tạo nguồn nhân lực để liên tục là sẽ giữ vững được cái là cái vai trò là những cái đơn vị ở trong top đầu của tổng công ty và góp phần cùng tổng công ty để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà quận Long Biên giao cho cũng như là tổng ty giao cho công ty Lực Long Biên. Không chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty Điện lực Long Biên cũng luôn coi trọng văn hóa doanh nghiệp. Công ty đã kiện toàn ban chỉ đạo triển khai thực thi văn hóa EVN Hà Nội, văn hóa PC Long Biên sâu rộng trong toàn hệ thống tổ chức, và từng bước cán bộ công nhân viên của công ty tổ chức đánh giá chấm điểm theo từng tháng, góp phần hoàn thành xuất sắc sứ mệnh các nhiệm vụ được giao, tạo dựng văn hóa EVN Hà Nội và hình ảnh người thợ điện thủ đô chuyên nghiệp, văn minh, hiệu quả, nâng tầm thương hiệu tổng công ty và công ty Điện lực Long Biên. Công ty cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới từng cán bộ công nhân viên trong công ty về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa EVN Hà Nội, văn hóa PC Long Biên. Công tác xây dựng và phát triển đảng trong đảng bộ công ty Điện lực Long Biên luôn được chú trọng. Số lượng đảng viên liên tục phát triển tăng lên theo các năm. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, đảng viên của đảng bộ công ty có 94 đồng chí. Trong đó, đảng viên chính thức là 85 đồng chí, đảng viên dự bị là 9 đồng chí, có 35 đảng viên nữ chiếm tỷ lệ 37,2%. Dưới sự chỉ đạo của đảng bộ công ty, PC Long Biên nhiều năm liền là đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận được nhiều bằng khen từ cơ quan chủ quản và các cơ quan đảng khác. Bên cạnh đó, đảng bộ công ty cũng luôn chú trọng công tác chính trị tư tưởng, học tập quán triệt nghị quyết của đảng, thường xuyên phát động các phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2018, Đảng bộ Công ty Điện lực Long Biên đã thực hiện tốt chủ đề năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, năm dân vận chính quyền, năm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đối với các hoạt động xã hội, đoàn thể,
ngoài việc chăm lo đời sống cho người lao động trong công ty, thì thường xuyên tham gia hưởng ứng các đợt kêu gọi đóng góp ủng hộ người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ. Công ty đã nhận nuôi cháu Chu Thị Kim Luyến từ năm 2010 đến năm 2017 và hiện đang nhận nuôi đỡ đầu cháu Dương Thị Hải Yến tại phường Thạch Bàn. Ủng hộ 70 triệu đồng xây dựng một nhà tình nghĩa cho gia đình bà Mã Thị Mai tại phường Đức Giang. Ủng hộ gần 30 triệu để xây dựng tượng đài Bác tại phường Việt Hưng. Hàng năm vào ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, công ty đã chuẩn bị hàng trăm túi quà để thăm hỏi, tri ân và cảm ơn các cựu chiến binh trên địa bàn quận. Các đoàn viên, thanh niên của công ty cũng đã tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, văn nghệ của ngành và của địa phương, cũng như các hoạt động khác có tính chất xây dựng cộng đồng văn minh, sạch đẹp. Trong suốt những năm vừa qua, tại các cuộc thi về giao tiếp khách hàng, thợ giỏi do EVN và EVN Hà Nội tổ chức, công ty Điện lực Long Biên đều nhiệt tình tham gia và có những thành tích xuất sắc. Đạt giải nhất hội thi giao tiếp khách hàng giỏi năm 2011 và 2014. Đạt giải nhất hội thi thợ giỏi cấp tập đoàn năm 2014 và năm 2017. Với những thành tích đóng góp đó, tập thể cán bộ, người lao động của công ty đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều huân huy chương, bằng khen. Trong đó, đáng chú ý, năm 2014 được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng 3. Mới đây nhất, năm 2018, công ty Điện lực Long Biên đã được Thủ tướng tặng bằng khen. Để đáp ứng sự tin tưởng mà Đảng, Nhà nước và duy trì thành công đã đạt được trong suốt thời gian qua, thời gian tới, công ty Điện lực Long Biên xác định nhiệm vụ chính là phục vụ khách hàng, lấy khách hàng là trung tâm, đồng thời tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng xu thế hiện nay. Để mà đáp ứng được cái việc chuyển mình của đất nước cũng như là hội nhập thì ngành điện chúng tôi cũng đã xác định rất rõ là bằng cái biện pháp là áp dụng tất cả những cái công nghệ thông tin vào cái lưới điện. Đặc biệt ở đây là đối với lưới điện trung thế trên địa bàn quận Long Biên, chúng tôi xây dựng một cái hệ thống công nghệ thông tin là bằng điều khiển từ xa trên hệ thống lưới điện. Có nghĩa là tất cả những cái thiết bị trên lưới điện chúng tôi sẽ lắp các thiết bị giám sát và điều khiển từ xa. Khi xảy ra sự cố lưới điện thì chúng tôi có thể là nhanh chóng để khoanh vùng và phát hiện sự cố xử lý kịp thời. Cái việc thứ hai là cái việc điều hành đóng cắt lưới điện thì chúng tôi sẽ tiến hành là ngồi tại vòng điều độ của công ty, có thể là việc xử lý đóng cắt lưới điện. Và cái việc nữa là trong với lưới điện trung thế, trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng tiến hành cái việc là nếu như đầu tư cải tạo xây dựng thì tất cả những cái lưới điện trung thế đầu tư cải tạo trên địa bàn sẽ được hạ ngầm hóa hoàn toàn, chứ không xây dựng đường dây lổi. Và đối với những cái đường dây lổi hiện nay đang tồn tại, nếu như mà tiến hành đại tu cải tạo thì chúng tôi cũng sẽ ngầm hóa toàn bộ. Còn lại những cái đường dây và ngoài ven bãi sông mà không hạ ngầm được thì chúng tôi sẽ tiến hành cái việc là thay cái dây bọc, dây trần bằng cái dây bọc đủ điện áp, để cái việc này cũng đảm bảo an toàn cho người dân cũng như là hạn chế những cái vụ sự cố mà do lỗi chủ quan. Còn đối với tất cả các trạm biến áp trên địa bàn thì chúng tôi cũng sẽ không xây dựng những trạm biến áp treo mà sẽ xây dựng tất cả những trạm biến áp xây dựng mới bằng những trạm hợp bộ kiosk. Những trạm này thì khi xây dựng xong thì đảm bảo về mỹ quan đô thị cũng như an toàn cho tất cả những người dân xung quanh. Còn đối với công tơ điện thì hiện nay chúng tôi đang tiến hành từng bước là thay toàn bộ công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử. Thì cũng nhân cái dịp 15 năm này thì cũng thay mặt cho ban lãnh đạo công ty xin cảm ơn ban tổng đốc tổng ty, các phòng ban trên tổng ty và lãnh đạo ủy ban nhân dân quận cũng như toàn thể các ủy ban nhân phường trên địa bàn quận Long Biên và các thế hệ cán bộ lãnh đạo đi trước đã tạo dựng và xây dựng cho công ty Long Biên phát triển bền vững như hôm nay. Và với cái đội ngũ cán bộ nhân viên hiện tại và cái lưới điện như vậy thì tôi cũng tin tưởng và chắc chắn rằng công ty Long Biên sẽ một phần nào sẽ đáp ứng được tất cả các nhu cầu dịch vụ về điện trên địa bàn và góp phần cho cái việc xây dựng phát triển kinh tế trên địa bàn quận Long Biên. Với phương châm hoạt động chuyên nghiệp, văn minh, hiệu quả và đoàn kết là nền tảng của thành công, 15 năm qua, công ty Điện lực Long Biên đã thật sự tạo được niềm tin đối với khách hàng. 15 năm không phải là quãng thời gian dài, nhưng cũng đủ để tập thể người lao động của công ty Điện lực Long Biên tự hào về những gì xây dựng và phát triển trong suốt thời gian qua. Bằng tinh thần đoàn kết, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, sự quan tâm giúp đỡ của cơ quan chủ quản, các cơ quan ban ngành, PC Long Biên
đã từng bước khẳng định mình và ngày càng phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển của ngành điện nói chung và ngành điện thủ đô nói riêng.